Hướng dẫn sử dụng Mobile Money qua USSD. Hướng dẫn đăng ký tài khoản Mobile Money. Bước 1. Khách hàng soạn cú pháp sao 9191 thăng. Bước 2. Bấm số 1 để chọn đăng ký và chọn gửi. Bước 3. Hệ thống hiển thị kết quả đăng ký. Hướng dẫn truy vấn số dư tài khoản Mobile Money. Bước 1. Khách hàng soạn cú pháp sao 9191 thăng. Bước 2. Bấm số 4 để chọn truy vấn số dư. Bước 3. Nhập mật khẩu tài khoản VNPT Pay để xác nhận. Bước 4. Hệ thống thông báo kết quả. Hướng dẫn chuyển tiền tài khoản Mobile Money. Người dùng có thể chuyển tiền từ tài khoản Mobile Money đến tài khoản Mobile Money khác trong cùng mạng Vinaphone. Bước 1. Khách hàng soạn cú pháp sao 9191 thăng. Bước 2. Bấm số 1 để chọn chuyển tiền và bấm gửi. Bước 3. Nhập số điện thoại người nhận. Bước 4. Nhập số tiền muốn chuyển. Bước 5. Nhập mật khẩu tài khoản VNPT Pay để xác nhận. Bước 6. Nhập OTP để xác thực. Bước 7. Hệ thống thông báo kết quả chuyển tiền. Hướng dẫn nạp tiền điện thoại từ tài khoản Mobile Money. Bước 1. Khách hàng soạn cú pháp sao 9191 thăng. Bước 2. Bấm 2 để chọn nạp tiền điện thoại. Bước 3. Nhập số thuê bao cần nạp. Nếu nạp cho chính mình thì bấm 1. Bước 4. Chọn mệnh giá cần nạp. Lưu ý, nhập mã số của lựa chọn, không nhập mệnh giá. Bước 5. Người dùng kiểm tra thông tin trước khi thanh toán, bấm 1 để xác nhận. Bước 6. Nhập mật khẩu tài khoản VNPT Pay để xác nhận. Bước 7. Nhập mã OTP nếu có, được hiển thị trên tin nhắn trả về. Bước 8. Hệ thống thông báo kết quả nạp tiền điện thoại thành công. Hướng dẫn thanh toán hóa đơn viễn thông VNPT từ tài khoản Mobile Money. Bước 1. Khách hàng soạn cú pháp sao 9191 thăng. Bước 2. Bấm 3 để chọn thanh toán hóa đơn viễn thông VNPT. Bước 3. Chọn loại hóa đơn cần thanh toán. Bước 4. Nhập mã hóa đơn cần thanh toán. Bước 5. Màn hình xác nhận thông tin thanh toán. Khách hàng nhập mật khẩu tài khoản VNPT Pay và bấm gửi. Bước 6. Nhập mã OTP để xác thực. Bước 7. Hệ thống thông báo kết quả thanh toán thành công.